Ngày 4 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho hay, đơn vị đã phê chuẩn khởi tố thêm 4 bị can, thay đổi tội danh với 1 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức đơn vị có liên quan. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét đối với 3 bị can, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Văn Chánh, Đào Chí Kiên cùng về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Lê Thị Kiều Trang về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại khoản 4, điều 206 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đồng thời quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Dương Tấn Trước từ tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, sang tội tham ô tài sản. Trước đó, chiều ngày 29 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định truy nã 7 bị can là cựu lãnh đạo SCB trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan. Theo đó, 7 bị can gồm Nguyễn Thị Thu Sương, sinh năm 1974, Đinh Văn Thành, sinh năm 1971, cùng là cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, Chiêm Minh Dũng, sinh năm 1973, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, Trầm Thích Tồn, sinh năm 1961, cựu thành viên Hội đồng Quản trị SCB, John Henry Kajan, sinh năm 1957, Lamley Trust, sinh năm 1959, đều là cựu thành viên Hội đồng Quản trị SCB, Nguyễn Lâm Anh Vũ, sinh năm 1969, cựu Phó Giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB. Đây là diễn biến mới khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án tham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.